Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn về chiếc Amply Quách Đại Âm Thanh 2.1 sử dụng TDA 7377. Cái chiếc Amply này thì mình tự ráp trong cái hộp nhựa thì giá trọn bộ nó là khoảng hơn 300.000. Ráp trong cái hộp nhựa bề ngoài của nó đây, sử dụng nguồn 220V, bạn cũng có thể dùng nguồn 12V AC. Ta xem bên trong nó, cái bộ phận chính của nó gồm cái mạch khuếch đại âm thanh TDA 7377, còn khuếch đại 7377 tản nhiệt cho nó. Nó có cái volume chỉnh rồi kết nối với cái jack. Mình sử dụng thêm cái nguồn là 12V 3, nguồn này mình lấy trong mấy cục adapter, mạch này lấy trong mấy cục adapter, thì cái mạch này khoảng 40.000. Mạch khuếch đại TDA 7377 2.1 này thì mua chỉnh nhà tản 135.000. Công suất nó là mỗi kênh deadline là 20W cộng 20W, kênh bass là 30W và tầm khoảng 10W. Mạch chính của nó chỉ là mạch khuếch đại với cái mạch nguồn thôi. Còn đây mình gắn thêm các phụ kiện là mạch led nháy theo nhà. Mạch led nháy này thì nó mình mua là 30.000, về mình tự hàn lại. Thêm cái fan 10.000, thêm cái điều chỉnh tốc độ của cho cái fan này, mạch điều chỉnh tốc độ quay cho cái fan này, nó mạch này 30.000. Một số phụ kiện đi kèm, jack ra loa, công tắc, nút chỉnh volume, audio in. Cái vỏ hộp này thì mình hộp nhựa này mình mua mất 60k, vỏ nhựa này mất 60k. Để giảm giá thành, các bạn chỉ cần ráp cái mạch khuếch đại này với mạch nguồn thôi, ta bỏ các phụ kiện này đi. Tại vì khi mở nó cũng không còn nóng lắm, tản nhiệt này nó cũng tản bớt nhiệt, nó cũng nóng vừa phải. Tại vì công suất nó là chỉ có 20W cộng 20W cộng 30W thôi. Cái mạch âm ly này thích hợp cho các bạn sử dụng cho các loa vi tính, nó quay đại 2.1, chỉnh volume tổng, chỉnh chết bang. Bạn ráp trong hộp nhựa thì nó dễ khoan, dễ hang khoan các lỗ.